5 cốc xem có chưa hay không. Cốc này là loại cốc nhỏ. Rồi ăn bắt đầu. Chua không? Không cần chua. Ngon mà. Ngọt. Ngọt bác sĩ. Ngày Nam chưa hết một miếng. Trời, quên ăn 2 miếng luôn rồi. Chỉ miếng 2. Con nữa. Chạy nước mắt. Giờ con chua nhỉ. Ăn gần hết luôn trời. Chua rồi. Hết cả muối luôn rồi. Nó cái cùi đi. Video của mình đến đây là kết thúc. Xin chào tạm biệt các bạn. Nhớ like và subscribe.